Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều mọi người. Xin chào Savannah. Và xin chào George. Tôi yêu George. Thật tuyệt khi được trở lại tiểu bang xinh đẹp này với hàng ngàn người yêu nước Mỹ chăm chỉ và tự hào. Các bạn chính là những người yêu nước Mỹ. Hãy nghĩ mà xem, chỉ còn 42 ngày nữa là chúng ta sẽ chiến thắng tại tiểu bang Georgia. Chúng ta sẽ đánh bại Kamala Harris, đồng chí, và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nhưng hôm nay chúng ta đến đây để nói về cách chúng ta sẽ khởi động một cuộc phục hưng lịch sử về sức mạnh sản xuất của Mỹ. Đây không phải là một cuộc vận động, mặc dù nó có trông như một cuộc vận động. Thực ra đây chỉ là một sự kiện nhỏ với 5 hay 6 ngàn người bạn thân thiết nhất của tôi trên toàn thế giới. Nhưng Georgia và Savannah sẽ là trung tâm của hoạt động này. Chúng ta sẽ tái thiết ngành sản xuất của mình và điều đó sẽ xảy ra. Nó sẽ diễn ra nhanh chóng và tuyệt đẹp. Trong nhiều năm qua, người dân Mỹ đã chứng kiến đất nước của mình bị tước đoạt việc làm và của cải, và các công ty của chúng ta đã bị bán cho các quốc gia khác. Các bạn đã chứng kiến, và đó thật sự là một cơn ác mộng. Tôi đã theo dõi điều đó suốt nhiều năm, và chúng ta đã ngăn chặn được một phần. Nhưng rồi những điều tồi tệ đã xảy ra. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng nếu chúng ta có thêm 4 năm nữa, mọi thứ sẽ rất khác biệt ngay bây giờ. Chúng ta sẽ không có lạm phát, Nga sẽ không tấn công Ukraine. Chúng ta sẽ không có ngày 7 tháng 10 với Israel, Trung Đông đang bùng nổ, và chúng ta có thể đang rất gần với chiến tranh thế giới thứ ba, với những người không biết họ đang làm gì. Nhưng thật tiếc cho Afghanistan, đó là một thảm họa. Tôi tin rằng đó là ngày đáng xấu hổ nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta. Nhưng các thiết bị của GE đã bị bán cho Trung Quốc. Máy tính IBM cũng bị bán cho Trung Quốc dưới thời Kamala Harris. Steel hiện đang bị bán cho Nhật Bản. Tôi sẽ ngăn chặn điều đó. Chúng ta phải hành động nhanh chóng. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ xây dựng lại và làm cho nó mạnh mẽ, nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Với tầm nhìn mà tôi đang trình bày hôm nay, không chỉ chúng ta sẽ ngăn chặn các doanh nghiệp của mình rời đi để đến các quốc gia khác, mà dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta sẽ lấy lại việc làm từ các quốc gia khác. Bạn đã từng nghe cụm từ đó trước đây chưa? Bạn đã từng nghe chưa? Chúng ta sẽ lấy lại công việc của các quốc gia khác. Điều này chưa từng được nói ra trước đây. Chúng ta sẽ lấy lại các nhà máy của họ. Và 4 năm trước, chúng ta đã làm rất tốt điều đó. Chúng ta sẽ mang hàng ngàn doanh nghiệp và hàng nghìn tỷ đô la tài sản trở lại nước Mỹ. Đó là những gì chúng ta sẽ làm, và chúng ta sẽ làm điều đó nhanh chóng. Theo kế hoạch của tôi, người lao động Mỹ sẽ không còn phải lo lắng về việc mất việc làm vào tay các quốc gia khác nữa. Thay vào đó, các quốc gia khác sẽ phải lo lắng về việc mất việc làm vào tay nước Mỹ. Chúng ta sẽ mang họ trở lại. Và điều đó không hề khó khăn. Vấn đề duy nhất của bạn sẽ là quyết định chọn công việc nào, vì sẽ có rất nhiều việc làm. Đó sẽ là vấn đề lớn nhất của bạn. Bạn yêu quý chọn công ty nào đây? Chúng ta sẽ mang họ trở lại, và mang họ trở lại ở một cấp độ mà không ai tin nổi. Nhưng rồi bạn sẽ tin trong khoảng 2 năm tới. Bạn sẽ nói, wow, mọi thứ diễn ra nhanh thật đấy. Bạn sẽ thấy rất nhiều công ty muốn đến đây, vì đây là nơi có tiền. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu chúng ta tiếp tục quản lý như 4 năm qua. Nhưng đây là những gì họ muốn. Đây là điều mà họ muốn. Và bạn sẽ nghe thấy kế hoạch của tôi. Tôi muốn các công ty ô tô của Mỹ xây dựng nhà máy tại đây. Tôi muốn đánh bại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất điện tử. Và chúng ta sẽ dễ dàng làm được điều đó. Chúng ta có những thiên tài xuất chúng nhất, những bộ óc vĩ đại nhất ở đây. Nhưng rồi lại đi xây dựng nhà máy ở những nơi khác. Điều đó thật sự là hệ quả của chính sách thuế ngu ngốc. Tôi muốn GE, IBM và tất cả các nhà sản xuất khác đã rời bỏ chúng ta, phải hối hận và quay trở lại với chúng ta, và họ sẽ làm thế. Nên với tư cách là tổng thống, đây là thỏa thuận mà tôi sẽ đưa ra cho mọi công ty và nhà sản xuất lớn trên thế giới.
tôi sẽ cung cấp cho các bạn mức thuế thấp nhất, chi phí năng lượng thấp nhất. Gánh nặng quy định thấp nhất và quyền truy cập miễn phí vào thị trường lớn nhất và tốt nhất hành tinh. Nhưng chỉ khi bạn sản xuất sản phẩm của mình tại Mỹ, tất cả điều đó sẽ không còn nếu bạn không sản xuất tại đây và không thuê lao động Mỹ. Nếu bạn không sản xuất sản phẩm của mình tại đây, bạn sẽ phải trả một mức thuế rất cao khi bạn nhập sản phẩm vào Hoa Kỳ. Và nhân tiện, bạn biết không, trong nhiều năm, họ đã chỉ trích từ thuế quan, nhưng nếu được sử dụng đúng cách, đó là một từ rất đẹp, một trong những từ đẹp nhất mà tôi từng nghe, như âm nhạc đối với tôi vậy. Nhiều người xấu không thích từ đó, nhưng họ mới nhận ra rằng tôi đã đúng. Chúng ta sẽ thu về hàng trăm tỷ đô la vào ngân khố và dùng số tiền đó để mang lại lợi ích cho công dân Mỹ, và điều đó sẽ không gây ra lạm phát. Nhân tiện, bạn biết không, tôi đã thu về hàng trăm tỷ đô la từ Trung Quốc thông qua thuế và thuế quan, và chúng ta không có lạm phát. Chúng ta gần như không có lạm phát, chỉ 1,2%. Giờ đây, trong 4 năm qua, bạn đã phải đối mặt với mức lạm phát cao nhất, tôi nghĩ là trong lịch sử của đất nước này. Ai đó đã nói, thưa ngài, mới chỉ có 58 năm thôi, nhưng điều đó cũng khá tệ. Tôi nghĩ đó thật sự là trong lịch sử của đất nước này. Đây là chính sách đã xây dựng nên nước Mỹ, và đây sẽ là chính sách cứu vớt nước Mỹ. Nó sẽ cứu vớt chúng ta, bởi vì chúng ta đã đi quá xa theo nhiều hướng khác nhau. Chưa kể đến vấn đề biên giới với 21 triệu người từ những nơi không xác định tràn vào, mà không qua bất kỳ kiểm tra nào. Nhưng như tôi đã luôn gọi nó, vì đó là một thuật ngữ rất đẹp và đơn giản. Nó được gọi là nước Mỹ trên hết. Chúng ta đang đặt nước Mỹ lên trên hết. Chính sách công nghiệp mới này của Mỹ sẽ tạo ra hàng triệu việc làm, tăng mạnh tiền lương cho người lao động Mỹ và biến Hoa Kỳ trở thành một cường quốc sản xuất như trước đây nhiều năm. Chúng ta sẽ có thể xây dựng lại các con tàu, sản xuất máy bay ở một cấp độ cao hơn và trở thành nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực robot và mọi lĩnh vực khác. Ngành công nghiệp ô tô Mỹ, vốn đã bị tàn phá trong nhiều thập kỷ qua, sẽ một lần nữa trở thành niềm tự hào của thế giới. Chúng ta sẽ không chấp nhận tất cả những chiếc ô tô nhập khẩu từ các quốc gia khác gây ảnh hưởng đến ngành ô tô trong nước. Tôi đã đến Michigan, và chúng ta đang làm rất tốt ở Michigan. Nhân tiện, chúng ta cũng đang dẫn đầu ở Georgia, nhưng hãy coi như bạn đang bị dẫn một điểm và hãy đi bỏ phiếu có được không? Đừng chỉ đi bỏ phiếu, bạn phải đi bỏ phiếu. Chúng ta phải thắng cuộc bầu cử này. Nếu chúng ta không thắng cuộc bầu cử này, đất nước của chúng ta sẽ không còn. Tôi thật sự tin vào điều đó. Đối với những người lao động ngành ô tô ở Michigan, Georgia và tất cả các khu vực khác của đất nước, tôi đang nhắm đến các bạn cho sự vĩ đại. Ngành công nghiệp của các bạn đã bị tàn phá bởi nhiều thập kỷ lãnh đạo bất tài, cả về chính trị lẫn ở cấp độ công ty. Bạn có những tổng thống công ty đã bán đứng đất nước. Họ không biết họ đang làm gì. Họ thật tồi tệ. Và bạn có những chính trị gia hoàn toàn bất tài khi để điều đó xảy ra. Ngành công nghiệp ô tô của bạn đã bị tàn phá. Và một lần nữa, với xe điện, mọi thứ sẽ được sản xuất tại Trung Quốc. Người đứng đầu Hiệp hội Công nhân ô tô Hoa Kỳ nên cảm thấy xấu hổ vì những gì ông ta đã làm. Nhưng chúng ta sẽ thay đổi điều đó, vì chúng ta sẽ thay đổi nhanh chóng. Trung Quốc hiện đang xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô lớn tại Mexico. Bạn biết điều đó không? Họ định bắt đầu dưới thời của tôi. Tôi nói không. Nếu các ông làm vậy, tôi sẽ áp mức thuế 200% đối với mỗi chiếc xe. Và họ quyết định dừng lại. Sau đó họ nói, wow, giờ chúng ta có thể làm vì không còn phải lo lắng về Trump nữa. Nhưng giờ tôi đang ở đây. Tôi đang ở đây. Tôi đang ở đây. Chúng ta đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Chúng ta đang dẫn đầu rất nhiều. Họ nói, ồ, chúng ta không cần lo lắng về hắn nữa. Không. Họ phải lo lắng về tôi. Đó là lý do họ không thích tôi. Họ đã từng thích Obama. Họ từng thích Biden. Bạn biết tại sao không?
bởi vì họ có thể thoải mái làm những gì họ muốn. Đó là lý do họ thích Biden, họ yêu thích Biden. Tại sao bạn lại thích Biden trừ khi bạn lợi dụng ông ta? Họ đã lợi dụng ông ta và họ nghĩ rằng họ sẽ bán ô tô của mình vào Hoa Kỳ và phá hoại Michigan, South Carolina, North Carolina, Georgia và tất cả những nơi sản xuất ô tô. Điều đó sẽ không xảy ra. Chúng ta sẽ áp mức thuế 100% đối với mỗi chiếc xe đi qua biên giới Mexico. Và nói với họ rằng cách duy nhất để loại bỏ mức thuế đó là họ phải xây dựng một nhà máy ngay tại Hoa Kỳ với các bang vận hành nhà máy đó. Chúng ta muốn công dân Mỹ làm việc và chúng ta muốn các nhà máy của họ được xây dựng tại đây, chứ không phải chỉ cách biên giới hai bước chân rồi bán xe vào đất nước chúng ta. Chúng ta không làm điều đó. Một người bạn của tôi làm trong ngành sản xuất ô tô. Ông ấy xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô. Đó là điều ông ấy làm rất giỏi. Ông ấy là người giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực này. Tôi đã nói rằng tôi muốn thăm một nhà máy cách đây không lâu. Tôi hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Đến Detroit hay một nơi nào đó ở Michigan? Ông ấy nói, không. Chúng ta không thể đến đó, thưa ngài. Chúng ta sẽ phải đến Mexico. Những nhà máy lớn nhất đang được xây dựng ở Mexico. Tôi hỏi, tại sao lại như vậy? Ông ấy nói, họ có nhiều lý do về thuế và Trung Quốc đang đầu tư lớn ở đó. Họ nghĩ rằng họ sẽ sản xuất xe và bán vào Hoa Kỳ mà không bị đánh thuế. Nhưng nếu bạn muốn xem một nhà máy thật sự hiện đại và lớn, hãy đi cùng tôi đến Mexico. Tôi nói tôi không quan tâm việc đến Mexico. Tôi muốn những nhà máy đó được xây dựng ở đây, và điều đó sẽ xảy ra. Khi họ biết về mức thuế 100% hoặc 200%, bạn sẽ thấy họ dừng việc xây dựng ngay lập tức. Bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn. Tôi sẽ đưa ngành sản xuất ô tô trở lại mức cao nhất trong lịch sử đất nước này. Bạn biết đấy, trước đây chúng ta là nơi duy nhất sản xuất ô tô. Nhưng rồi dần dần, Trung Quốc và Nhật Bản đã làm cho ngành công nghiệp của chúng ta suy yếu. Đột nhiên chúng ta giảm hơn 55% so với trước đây. Nhưng nó sẽ trở lại như cách đây 50 năm. Và những việc làm này sẽ quay trở lại một cách mạnh mẽ. Chúng ta sẽ sản xuất ô tô ở một mức độ mà bạn chưa từng thấy trước đây. Chúng ta sẽ sản xuất những chiếc xe to hơn, đẹp hơn, mạnh hơn, nhanh hơn bao giờ hết. Hàng tỷ người trên toàn cầu sẽ sớm mua những sản phẩm với nhãn hiệu Made in the USA. Hoặc nếu bạn muốn Made in Georgia, cũng được. Và chúng sẽ được xuất khẩu qua cảng Savannah. Chúng tôi đã góp phần đào sâu cảng đó dưới sự lãnh đạo của tôi. Bạn biết điều đó mà. Chúng tôi đã giúp đào sâu cảng một lần. Và bây giờ tôi hiểu rằng họ muốn làm điều đó một lần nữa. Chúng ta sẽ làm. Và chúng ta sẽ làm điều đó rất nhanh chóng. Chúng tôi sẽ hợp tác với thống đốc của các bạn và hoàn thành điều đó rất nhanh chóng. Đây sẽ là một dự án lớn liên quan tới quân đoàn công binh Hoa Kỳ và các quan chức giao thông vận tải trên toàn tiểu bang của các bạn. Nó sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Bạn sẽ nói, chà, tôi nghĩ ông ấy vừa mới nói chúng ta sẽ làm điều đó. Bạn biết đấy, chúng tôi có một vấn đề với các báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đôi khi một dự án có thể bị trì hoãn 20 năm, 25 năm. Với tôi, nếu mất hơn một tháng để được phê duyệt, thì nhân viên của tôi đã không làm tốt công việc. Chúng ta sẽ hoàn thành rất nhanh. Với một cảng đẳng cấp thế giới và lực lượng lao động đẳng cấp thế giới, thành phố này sẽ sớm trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu hàng đầu trên thế giới, tăng gấp 3, gấp 4 lần lưu lượng hàng hóa. Sức mạnh của các bạn sẽ dẫn đầu một cuộc bùng nổ sản xuất tại Mỹ. Chúng ta sẽ có một cuộc bùng nổ sản xuất, và nhiều phần trong đó chỉ là vấn đề về chính sách thuế và chính sách thuế quan. Khi họ phải trả thuế để nhập khẩu vào đây, họ sẽ có động lực để xây dựng tại đây. Họ sẽ quay trở lại. Điều này không chỉ là sức mạnh, mà còn là lợi ích. Đó cũng là sức mạnh. Nhưng bạn thử nghe thỏa thuận mà Kamala Harris đưa ra. Bạn đã nghe về cô ta chưa? Bạn biết không? Tôi đã tham gia cuộc tranh luận đầu tiên. Và sau đó Biden giảm 21 điểm. Họ đến gặp ông ta và nói, ông sẽ thua. Ông không thể thắng được. Ông đã hết cơ hội. Đây là một cuộc đảo chính. Nhân tiện, ông ta đã có 14 triệu phiếu bầu, và họ nói, chúng ta sẽ chọn người khác. Người cuối cùng mà họ muốn là Kamala Harris, nhưng rồi họ quyết định phải chính trị đúng đắn, và cô ta đã được chọn. Cô ta là người cuối cùng trong số 14 người được đề cử. Cô ta đứng thứ 15, và cô ta đã được chọn. Nếu bạn thấy cô ta với Oprah mới đây, hoặc nếu bạn thấy một số cuộc phỏng vấn khác, bạn sẽ thấy có điều gì đó không ổn. Chúng ta vừa trải qua 4 năm như thế, và chúng ta không thể có thêm 4 năm nữa.
Điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng cô ta đang đưa ra một đề nghị với các công ty để giữ việc làm tại Mỹ thay vì đưa việc làm ra nước ngoài. Đầu tiên cô ta muốn, nghe này, cô ta được gọi là nữ hoàng thuế. Họ yêu thích cô ta ở các quốc gia khác vì cô ta đẩy tất cả ra khỏi đất nước của chúng ta và vào tay họ. Nữ hoàng thuế đang yêu cầu tăng thuế lên 33% đối với tất cả sản xuất trong nước. Bạn biết không, bạn có thể đánh thuế các công ty và tất cả những thứ đó, nhưng họ vẫn là những người tạo ra tăng trưởng, tạo ra việc làm, tạo ra mọi thứ. Bạn nói với những công ty rằng họ không quan tâm, họ thích ở châu Âu hơn, họ không quan tâm. Họ muốn nơi có giá tốt nhất, đó gọi là thỏa thuận tốt nhất. Và họ sẽ rời khỏi đất nước của chúng ta hàng loạt nếu cô ta làm điều đó. Thật dễ dàng để nói bạn sẽ phải trả thêm 33%, và một ngày nào đó bạn sẽ đọc được, ôi trời, công ty nào đó vừa ký hợp đồng với Trung Quốc, vừa ký với Đức, vừa ký với Vương quốc Anh. Họ sẽ cho bạn miễn thuế. Tiếp theo, cô ta muốn mức thuế vốn lớn nhất trong lịch sử của đất nước. Chúng ta chưa bao giờ có mức thuế như vậy. Và rồi cô ta nói với mọi người, xây dựng cơ sở của bạn tại đây, nhưng chúng ta sẽ có một loại thuế tịch thu tài sản mới. Và nếu bạn kiếm được tiền, bạn sẽ phải trả rất nhiều. Nhưng quan trọng hơn, đó là cái gọi là thuế trên lợi nhuận chưa thực hiện. Bạn biết điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là bạn sẽ phải trả thuế vốn ngay cả khi bạn chưa. Kể cả khi bạn chưa bán tài sản của mình, bạn vẫn phải nộp thuế. Rất nhiều người giàu nhưng không có tiền mặt. Giờ đây, họ sẽ phải kiếm tiền mặt vì nếu tài sản của họ tăng giá trị, họ sẽ phải trả một khoản thuế khổng lồ. Điều này sẽ dẫn tới sự suy thoái. Một cuộc suy thoái như năm 1929. Người phụ nữ này hoàn toàn bất tài, vô cùng bất tài. Hãy nghĩ mà xem. Nếu một công ty thành công, bạn sẽ phải bán nó để trả một nửa giá trị cho cô ta. Một nửa giá trị đó sẽ thuộc về chính phủ. Vì vậy, nếu công ty thành công, bạn sẽ phải bán nó vì bạn không có tiền mặt. Đó là một thành công lớn. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong tương lai. Họ nói chúng tôi không quan tâm đến tương lai. Hãy bán công ty của bạn ngay bây giờ. Và những điều tồi tệ xảy ra. Nhân tiện, chưa ai từng thử làm điều này, vì đó là kiểu chính sách cộng sản. Bạn có thể gọi đó là chủ nghĩa Marx nếu muốn, nhưng cộng sản thì dễ hiểu hơn. Thêm vào đó, Kamala đang đóng cửa các nhà máy điện trên toàn quốc, khiến giá điện tăng hơn 100%. Chúng sẽ sớm vượt khỏi tầm kiểm soát. Thực ra là chúng đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi. Và các doanh nghiệp sẽ rời bỏ nước Mỹ. Họ sẽ chạy khỏi đất nước nếu họ không có năng lượng, và họ sẽ chạy rất nhanh. Chúng ta có nhiều năng lượng dưới chân mình hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tôi gọi đó là vàng lỏng. Vàng lỏng. Chúng ta có nhiều hơn cả Ả Rập Saudi. Chúng ta có nhiều vàng lỏng hơn cả Nga. Nhưng chúng ta lại mua dầu từ Venezuela. Tại sao? Và đó không thực sự là dầu, mà là nhựa đường. Bạn phải nung chảy đó. Và bạn biết họ làm điều đó ở đâu không? Nói về môi trường, chỉ có một nhà máy trên thế giới có thể xử lý loại dầu đó, vì nó thật sự rất tệ, là loại tồi tệ nhất. Bạn biết nhà máy đó ở đâu không? Houston, Texas. Vì vậy, tại Houston, Texas, họ làm sạch loại dầu này, và bạn biết khói bụi sẽ bay đi đâu. Nếu bạn quan tâm tới môi trường, điều này không tốt chút nào. Nhưng chúng ta có loại dầu tốt nhất trên trái đất, và chúng ta có nhiều dầu nhất, sạch, đẹp và tốt nhất. Và chúng ta sẽ sử dụng nó. Tôi nói rằng hãy khoan, khoan và khoan. Đó là điều chúng ta sẽ làm. Và điều quan trọng là cô ta sẽ đóng cửa tất cả các hoạt động khai thác dầu khí và phát triển nhiên liệu hóa thạch. Điều này sẽ đưa đất nước của chúng ta xuống cấp như một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Cô ta sẽ đóng cửa tất cả các hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch. Đức đã thử làm điều đó. Nhưng sau đó họ đã thay thế Angela Merkel bằng một người khác. Và người đó đang xây dựng một nhà máy than mỗi tuần tại Đức. Đức đã suýt tự hủy hoại mình. Họ sẽ phải đóng cửa. Họ đang gặp những vấn đề mà không ai có thể tin được. Và đó là cách mà Kamala đối xử với các nhà sản xuất Mỹ. Họ sẽ rời đi hết. Những gì còn sót lại thì không nhiều. Họ đã mất quá nhiều. Nhưng nếu bạn sản xuất hàng hóa ở nước ngoài, thì cô ta sẽ cho bạn giảm thuế. Nếu bạn sản xuất hàng hóa ở nước ngoài, cô ta sẽ cho bạn giảm thuế để sản xuất hàng hóa đó ở nước ngoài. Giờ thì bạn hiểu tại sao Biden lại kiếm được nhiều tiền từ các quốc gia đó. Ý tôi là kiếm được tiền cá nhân và thông qua gia đình ông ta. Hãy nghĩ mà xem, bạn có được động lực để xây dựng sản phẩm của mình bên ngoài Hoa Kỳ. Bạn không cần phải quá giỏi về kinh doanh để biết rằng điều đó sẽ không hiệu quả. Nó thật sự sẽ phá hủy đất nước của chúng ta. Và bạn biết đấy, bất kể cô ta định làm gì,
Cô ta muốn làm điều đó. Cô ta sắp đi đến biên giới. Cô ta chưa đến đó trong 4 năm. Biên giới đang ở đâu nhỉ? 4 năm nay cô ta là người chịu trách nhiệm về biên giới. Và bây giờ cô ta đang nói vì biên giới đang tệ hại nhất trong lịch sử. Nhưng giờ cô ta sẽ đến biên giới. Thật thú vị. Nhưng bạn biết không, tôi tự hỏi tại sao những chính sách của cô ta giờ đây lại điên rồ như vậy. Chúng sẽ phá hủy đất nước của chúng ta. Nhưng tại sao họ không làm điều đó 3 năm rưỡi trước? Bây giờ cô ta nói, chúng ta sẽ làm điều này, chúng ta sẽ làm điều kia, bất kể đúng sai. Cô ta có 3 năm rưỡi để làm điều đó, nhưng cô ta đã không làm gì cả. Đất nước của chúng ta đã thực sự thụt lùi. Việc làm duy nhất được tạo ra là những việc làm hồi phục sau đại dịch mà chúng ta đã tạo ra. Hàng triệu việc làm hồi phục ngay sau đại dịch. Bất kỳ đại dịch nào, ở bất kỳ đâu, đều có sự hồi phục. Và họ đã có sự hồi phục. Nhưng bạn biết không, trong tất cả những việc làm được tạo ra, hầu hết những việc làm đó đều dành cho người nhập cư bất hợp pháp. Bạn biết điều đó mà, không dành cho người dân Mỹ. Và những gì đang xảy ra với những người đổ vào đất nước của chúng ta là họ đang cướp đi việc làm của người da đen và người gốc Tây Ban Nha. Họ đang lấy đi việc làm của những người này. Vì vậy, nếu bạn là người da đen hoặc gốc Tây Ban Nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy bỏ phiếu cho Trump. Bạn sẽ được hưởng một tương lai tốt đẹp. Thật điên rồ khi những người đó đến và lấy đi việc làm của người da đen và người gốc Tây Ban Nha. Và điều đó có lý, tại sao không chứ? Và bạn đã thấy tỷ lệ thất nghiệp của người da đen tăng vọt trong 3 tháng qua. Rất nhiều người tự hỏi tại sao lại như vậy? Tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao. Bởi vì người ta đến và lấy đi việc làm của họ. Đó là thực tế. Và không có gì ngạc nhiên khi dưới thời Kamala Harris, chúng ta đã mất 24.000 việc làm trong ngành sản xuất chỉ trong tháng trước. 24.000 việc làm, chúng ta sẽ thay đổi điều đó. Chúng tôi sẽ thay đổi tình hình rất nhanh. Chúng ta đã tạo ra 650.000 việc làm trong ngành sản xuất trước khi chúng tôi sẵn sàng. Và bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng, đất nước đã sẵn sàng. Chúng ta cần điều đó. Chúng ta cần một cuộc phục hưng. Đây sẽ là một cuộc phục hưng. Cơn ác mộng khủng khiếp này đối với người lao động Mỹ sẽ kết thúc vào ngày tôi tuyên thệ nhậm chức, ngày 20 tháng 1. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều, mọi người. Cảm ơn. Thật dễ dàng, thật dễ dàng. Trung Quốc đã sử dụng điều này trong nhiều năm, nhưng chúng ta có kế hoạch tốt hơn họ. Họ đã sử dụng điều này trong nhiều năm. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Bạn biết không, chúng ta phải vượt qua một số rào cản, nhưng không nhiều. Trọng tâm của kế hoạch của tôi là một cuộc phục hưng sản xuất với mức thuế Make in America 15%. Nói cách khác, nếu bạn sản xuất sản phẩm tại Mỹ, thuế suất trước đây gần 50%, một số người nói là 38%, nhưng khi tính tổng lại, một số công ty phải trả nhiều hơn 50%, tính cả thuế bang và thuế địa phương. Nhưng tôi đã đưa nó xuống còn 21% thông qua Quốc hội. Bạn có tin được không? Chúng tôi đã thông qua được Quốc hội. Nhiều người nói đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã làm. Tôi nghĩ có lẽ việc tái xây dựng quân đội là điều tuyệt vời nhất. Bạn biết không? Chúng ta từng tụt hậu nghiêm trọng trong lĩnh vực không gian. Và giờ đây chúng ta đang dẫn đầu trong lĩnh vực này. Trung Quốc và Nga từng vượt mặt chúng ta. Và giờ đây chúng ta đã vượt qua họ. Chúng tôi đã làm được rất nhiều điều. Chúng tôi đã mang đến cho các bạn các mức thuế cao nhất trong lịch sử đất nước. Và cũng mang đến cho các bạn các mức cắt giảm quy định lớn nhất trong lịch sử. Hãy nghĩ mà xem. Chúng tôi đã lấy đi các mức thuế cao khủng khiếp và mang đến cho bạn mức cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử đất nước. Lớn hơn cả cắt giảm thuế của Ronald Reagan, lớn hơn bất kỳ ai. Và họ muốn tăng thuế của bạn lên mức chưa từng có, 80%. 70% là con số họ nghĩ rằng nghe ổn. Nhưng chúng tôi đã mang đến cho bạn mức cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử. Và hiện tại chúng tôi đã mang đến cho bạn mức cắt giảm quy định lớn nhất. Đó là lý do tại sao chúng ta có sự tăng trưởng to lớn như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta có sự tạo việc làm tốt nhất trong lịch sử. Nhưng điều này sẽ vượt qua tất cả. Chúng tôi đang cắt giảm thuế doanh nghiệp. Chúng tôi đã đưa nó xuống 21%. Bạn có thể nói trước đó là hơn 50%, nhưng cũng có thể nói là 39%. Chúng tôi đã đưa nó xuống 21%. Một số thành viên quốc hội tuyệt vời của các bạn ở đây, và họ đóng vai trò quan trọng trong việc này. Nhưng bây giờ,
Chúng tôi đang cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống 15%. Điều này làm cho chúng ta trở thành quốc gia có mức thuế cạnh tranh nhất trên hành tinh, nhưng chỉ dành cho những ai sản xuất sản phẩm tại Hoa Kỳ. Đó là một động lực. Chúng tôi đã cắt giảm nó xuống 21%, và chính việc cắt giảm này, cùng với việc cắt giảm quy định, đã tạo ra nền kinh tế tuyệt vời nhất trong lịch sử của chúng ta. Đây là nền kinh tế tuyệt vời nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Và bây giờ, chúng tôi đang đưa nó tiến thêm một bước nữa, và thật sự là một bước lớn hơn. Chúng tôi đang định đưa nó xuống 15%, và giờ đây chúng ta là quốc gia cạnh tranh nhất thế giới. Ở mức 21%, chúng ta đã khá tốt, nhưng ở mức 15%, chúng ta là quốc gia cạnh tranh nhất. Các công ty sẽ đổ vào, và chúng ta sẽ tiếp tục cắt giảm quy định. Điều đó sẽ diễn ra ở một mức độ bạn biết đấy. Chúng tôi đã phá vỡ mọi kỷ lục về cắt giảm quy định. Vấn đề là Biden và Harris đã đưa nhiều quy định cắt giảm trở lại. Họ không làm gì cả, chỉ là những quy định cũ. Tất cả những gì họ làm là ngăn chặn doanh nghiệp. Nhưng chúng tôi sẽ khen thưởng các nhà sản xuất tại Mỹ bằng cách mở rộng các khoản tín dụng thuế cho nghiên cứu và phát triển. Bạn sẽ có thể khấu trừ 100% chi phí của máy móc nặng và thiết bị khác trong năm đầu tiên, và khấu hao đầy đủ cho các khoản đầu tư mới vào sản xuất. Bạn sẽ nhận được toàn bộ khoản khấu trừ trong năm đầu tiên. Nói cách khác, nếu bạn mua thứ gì đó, bạn sẽ được khấu trừ toàn bộ trong một năm. Điều này mang lại lợi ích to lớn. Tôi đã làm điều đó. Chúng tôi đã có một thỏa thuận 5 năm. Và trong thời gian đó, bạn có một năm để khấu trừ. Việc kinh doanh đã bùng nổ, và nó đến ở mức độ chưa từng thấy trước đây. Và nếu chúng ta không bị gián đoạn, và hãy đảm bảo rằng sẽ không có gián đoạn trong cuộc bầu cử này, xin vui lòng. Chúng ta sẽ có một thế giới khác hoàn toàn. Nhưng tất cả những điều đó đã giúp xây dựng những nhà máy hiện đại và rộng lớn mà đất nước chúng ta cần để trở thành một siêu cường công nghiệp trong thế giới hiện đại. Chúng ta sẽ có các công ty đổ vào đất nước này theo kế hoạch này. Và theo kế hoạch của tôi, chúng tôi sẽ cắt giảm giá năng lượng và điện xuống một nửa trong vòng 12 tháng. Và điều đó cũng áp dụng cho gia đình bạn. Chúng tôi sẽ cam kết điều đó. Bởi vì chúng tôi thật may mắn, bạn biết đấy, Trung Quốc không có điều này. Bạn có thể tưởng tượng họ muốn chuyển sang xe điện. Nhưng chúng tôi không có sản phẩm cho xe điện. Chúng tôi có sản phẩm cho xe chạy bằng xăng. Chúng tôi có sản phẩm cho xe hybrid. Và chúng tôi muốn có xe điện. Này, Elon Musk là một người tuyệt vời đúng không? Ông ấy đã tạo ra một chiếc xe điện tuyệt vời và ủng hộ tôi ở mức bạn sẽ không thể tin được. Mỗi ngày ông ấy nói, chúng ta phải có Trump. Ông ấy là một người tuyệt vời. Và ông ấy hiểu rằng sản phẩm của mình rất tuyệt vời và có một chỗ đứng lớn cho xe điện. Nhưng bạn cũng cần có xe chạy bằng xăng. Bạn cần có hybrid. Bạn cần mọi thứ. Tôi chắc chắn rằng Elon sẽ hiểu nếu nó là thứ tốt. Nhưng ông ấy có một vấn đề nhỏ là nó phát nổ. Xe hơi chạy bằng hydro mà họ đang nói tới. Nhưng họ gặp vấn đề nếu nó phát nổ. Bạn sẽ bị thổi bay ra xa 7 dải nhà. Và bạn sẽ không còn sống sót. Cá nhân tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi sẽ bỏ qua lựa chọn đó. Nhưng có thể họ sẽ giải quyết được vấn đề này. Nhưng hiện tại tôi không khuyến nghị điều đó. Sẽ có những điều khác xảy ra, và chúng sẽ rất tuyệt vời. Nhưng chúng ta không muốn có quy định bắt buộc sử dụng xe điện. Chúng tôi sẽ hủy bỏ quy định bắt buộc sử dụng xe điện ngay lập tức. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi sẽ nhanh chóng tăng gấp đôi công suất điện của mình. Điều này sẽ cần thiết để cạnh tranh với Trung Quốc và các quốc gia khác về trí tuệ nhân tạo. Bạn biết đấy, trí tuệ nhân tạo đang là xu hướng nóng hiện nay. Họ nói đó là làn sóng lớn tiếp theo. Tôi không biết. Nó đi kèm với rủi ro, nhưng nó là xu hướng lớn tiếp theo. Nhưng nó cần một lượng điện khổng lồ. Nếu bạn lấy tất cả điện năng của đất nước chúng ta hiện nay, nó vẫn chưa đủ. Vì ở California, dưới sự lãnh đạo của thống đốc, họ gặp tình trạng mất điện và giảm điện áp. Làm thế nào mà ông ấy muốn chuyển sang xe điện toàn phần, nhưng lại không thể cung cấp điều hòa vào mùa hè đúng không? Chúng ta hãy chuyển sang xe điện hoàn toàn, nhưng cứ 10 giây là mất điện một lần. Điều đó thật điên rồ. Nhưng chúng ta sẽ làm những điều mà không ai từng có can đảm để làm. Nhưng nó không cần can đảm. Đó chỉ là lẽ thường tình. Bạn biết đấy, chúng ta là đảng của lẽ thường tình. Được rồi. Chúng ta là đảng bảo thủ. Tất cả những thứ đó, ai quan tâm chứ? Chúng ta là đảng của lẽ thường tình.
chúng ta sẽ xây dựng các nhà máy điện mới. Nhưng hãy nghĩ về điều này. Nếu bạn lấy tất cả lượng điện hiện có trong đất nước của chúng ta hiện nay, bạn cần phải tăng gấp đôi để có thể cạnh tranh với Trung Quốc. Chúng ta cần nhiều hơn gấp đôi lượng điện hiện có để có thể cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, một lĩnh vực sẽ phát triển mạnh mẽ. Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các nhà máy điện, và chúng ta gặp vấn đề vì chúng ta có các báo cáo tác động môi trường và nhiều thứ khác cần phải xử lý. Tôi sẽ phê duyệt chúng rất nhanh chóng, vì Trung Quốc không cần phê duyệt. Chủ tịch Tập chỉ cần nói, xây nhà máy đó, và thế là xong. Không có báo cáo tác động môi trường. Tôi đã hỏi ông ấy, ngài chủ tịch, ông có phải làm báo cáo tác động môi trường không? Ông ấy nói, tôi chính là báo cáo tác động môi trường. Ở đất nước của chúng ta, bạn phải trải qua nhiều năm bị hành hạ, nhưng chúng ta sẽ làm điều đó nhanh chóng và với mức giá năng lượng thấp nhất thế giới. Chúng ta sẽ có mức giá năng lượng thấp nhất thế giới vì chúng ta may mắn, chúng ta đang ngồi trên những nguồn tài nguyên tốt nhất trên thế giới. Và tôi sẽ khôi phục lại hoạt động khai thác dầu ở khu vực Enver. Bạn biết đấy, Ronald Reagan cũng không thể làm được, không ai làm được. Họ không thể thực hiện được điều đó. Enver ở Alaska, mỏ dầu lớn nhất có lẽ trên thế giới. Có thể lớn hơn cả Ả Rập Saudi. Tôi đã hoàn thành đó, và tôi rất tự hào vì điều đó. Tôi đã hoàn thành đó, và trong tuần đầu tiên họ đã hủy bỏ. Mỏ dầu lớn nhất trên thế giới có thể cung cấp cho châu Á, tạo ra rất nhiều tiền, và nhanh chóng trả hết nợ. Nhưng Biden đã từ chối. Và khi tôi chặn dự án đường ống Nord Stream 2 của Nga, Biden đã phê duyệt nó, nhưng lại chặn dự án đường ống của chúng ta, đó là Keystone, Keystone XL. Ông ấy đã chặn đường ống của chúng ta, nhưng lại phê duyệt đường ống của Nga, Nord Stream 2, đi khắp châu Âu, hướng tới Đức, nhưng đi khắp châu Âu. Và tôi chỉ nghĩ, chuyện quái gì đang xảy ra? Đó là vào những tuần đầu tiên của chính quyền ông ấy. Và tôi đã nói, chuyện gì đang xảy ra? Và rồi họ nói rằng Donald Trump đã rất thân thiện với Nga. Điều đó thật vô lý. Hãy nghĩ về điều đó. Tôi đã chặn đường ống của Nga, và họ nói rằng tôi thân thiện với Nga. Đó là điều lớn nhất mà họ từng làm, và tôi đã chặn nó lại khi ông ấy nhậm chức. Một trong những điều đầu tiên mà ông ấy làm là phê duyệt đường ống mà tôi đã chặn. Và họ nói rằng tôi thân thiện, đó là điều lớn nhất. Putin đã nói với tôi, nếu ông gọi đó là thân thiện, tôi sẽ rất ghét nếu ông đối xử tệ với tôi. Họ nói rằng ông ấy đã đối xử tốt với tôi. Ông không đối xử tốt với tôi chút nào với tất cả các biện pháp trừng phạt đó. Nhưng chúng ta đã có một vụ bê bối Nga hoàn toàn bịa đặt. Điều này làm cho đất nước của chúng ta gặp nguy hiểm. Nó hóa ra hoàn toàn là giả mạo, gây nguy hiểm cho chúng ta. Chúng ta không thể có điều đó. Ngay cả từ góc độ kinh doanh, chúng ta cần phải hợp tác với các quốc gia khác. Chúng ta phải có khả năng sử dụng các khoáng sản và các tài nguyên khác mà họ có. Nhưng chúng ta phải thực hiện các thỏa thuận đúng đắn, bởi vì với các thỏa thuận đúng đắn, sẽ không có ai trên trái đất này có thể cạnh tranh với chúng ta trong kinh doanh. Chúng ta sẽ thu hút các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng. Có rất nhiều ngành công nghiệp sẽ không bao giờ thành công ở một số nơi nhất định vì họ không có năng lượng. Nhưng chúng ta có những ngành công nghiệp cần nhiều năng lượng, và chúng ta sẽ thu hút họ từ khắp nơi trên thế giới, mang lại hàng triệu việc làm cho người lao động và việc làm cho mọi tầng lớp. Để giảm bớt gánh nặng cho người lao động và doanh nghiệp, chúng ta sẽ cắt bỏ 10 quy định cũ cho mỗi quy định mới. Và tôi đã làm điều đó trong 4 năm, và chúng tôi đã đạt tỷ lệ 7-1. Chưa ai từng thấy điều đó trước đây. Tôi đã cắt giảm nhiều quy định hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử chỉ trong 4 năm. Và chúng ta sẽ thiết lập các khu vực đặc biệt trên đất liên bang với mức thuế và quy định cực thấp cho các nhà sản xuất Mỹ. Đây sẽ là những điểm lý tưởng để di dời toàn bộ ngành công nghiệp mà chúng ta đã lấy lại từ các quốc gia khác. Chúng sẽ đến với quy mô chưa từng thấy trước đây. Họ muốn đến đây, họ muốn đến. Nhưng họ buộc phải ra đi, vì ở đất nước này chúng ta rất thiếu thân thiện theo nhiều cách khác nhau, đặc biệt là với chính sách thuế của chúng ta. Chúng ta sẽ thực hiện phê duyệt môi trường nhanh chóng, và chúng ta sẽ phê duyệt mọi thứ một cách nhanh chóng để giải phóng việc sản xuất khoáng sản và đất hiếm. Chúng ta không cần phải đến Trung Quốc để có đất hiếm. Chúng ta có nhiều đất hiếm hơn họ, nhưng lại bị bảo vệ môi trường hạn chế. Chúng ta không thể làm gì được, nhưng chúng ta sẽ làm gì đó. Chúng ta sẽ sử dụng nguồn tài nguyên của mình để phục vụ lợi ích của chúng ta.
và nó sẽ sạch sẽ, hoàn hảo về mặt môi trường, để người Mỹ có thể sản xuất mọi thứ mà chúng ta cần với các nguồn tài nguyên có sẵn ngay trên đất Mỹ. Đất đai của Mỹ có tất cả, đất hiếm, dầu mỏ, khí đốt. Chúng ta có tất cả mọi thứ. Thứ duy nhất mà chúng ta không có là những người lãnh đạo thông minh cho đất nước của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta đang ngồi trên những nguồn tài nguyên trị giá hàng nghìn tỷ đô la ngay dưới chân mình, và hãy sử dụng chúng để làm nước Mỹ giàu có trở lại được không? Chúng ta sẽ trả hết nợ, chúng ta sẽ giảm thuế của các bạn, và điều đó sẽ trở thành một điều tuyệt vời. Các bạn sẽ không bao giờ thấy một thời kỳ phục hưng, một thời kỳ hoàng kim như vậy. Đó sẽ là một giai đoạn tuyệt đẹp. Cuối cùng, để khai thác tối đa tiềm năng của các chính sách thúc đẩy sản xuất này, điều đó sẽ xảy ra, vì nó sẽ xảy ra rất nhanh chóng. Tôi sẽ bổ nhiệm một đại sứ sản xuất, người sẽ có nhiệm vụ duy nhất, và đó sẽ là một nhiệm vụ tuyệt vời, đi khắp thế giới và thuyết phục các nhà sản xuất lớn chuyển về lại Mỹ. Họ sẽ muốn trở lại Mỹ, nơi mà họ muốn ở, trong nhiều năm. Chúng ta đã chứng kiến các quốc gia khác đánh cắp việc làm của chúng ta. Giờ đây chúng ta sẽ giành lại những công việc đó và đưa chúng về lại Mỹ, nơi mà chúng thật sự thuộc về, và nơi mà thành thật mà nói, họ muốn ở đó, họ muốn trở lại. Nếu Kamala Harris có thêm 4 năm nữa, cô ta sẽ làm suy thoái các tiểu bang và phá hủy đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ gần như trở thành một nước Cộng hòa chuối. Chúng ta sẽ bị hủy diệt. Các kế hoạch của họ thật khủng khiếp. Và nếu họ muốn thực hiện các kế hoạch đó, tôi luôn nói điều này. Tôi đã nói điều này trong các cuộc tranh luận, và chúng tôi đã hoàn toàn đánh bại cô ta. Ngoại trừ việc những kẻ giả mạo trên micro nói rằng, cô ấy đã làm rất tốt đêm đây, cô ấy đã làm rất tốt. Cô ấy đã làm rất tốt, cô ấy không thể nói được hai câu hoàn chỉnh. Hãy nhìn vào câu trả lời của cô ấy, và đó là cuộc chiến ba chọi một. ABC nên cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Đó là ba người đấu với một. Và thực ra cũng khá thú vị, bởi vì sau tình huống tồi tệ đó, bởi vì đó lại là tin giả. Có rất nhiều người ở phía sau tôi, nhân tiện đấy, nhưng đó là tin giả. Nhưng các bạn biết gì không? Các con số của tôi hôm nay, các con số còn cao hơn bao giờ hết. Chúng tôi chưa bao giờ có những con số tốt như vậy, nên điều gì đó đã xảy ra và khá tốt. Nhưng đó là một điều thú vị, tôi không thể tin được. Tôi nghĩ cô ấy thật tệ. Tôi rời khỏi sân khấu và nói, cô ấy thật tệ. Bạn biết đấy, một trong những điều mà họ gọi tôi là the quote của các cuộc tranh luận. Tôi đã hỏi, đó là điều tốt hay xấu? Họ nói rằng đó là greatest of all time, với 21 cuộc tranh luận. Và tôi nghĩ đó là một trong những cuộc tranh luận hay nhất của tôi. Nhưng bạn biết đấy, sau khi họ tung hứng giỏi hơn bất kỳ ai. Tôi nghĩ tôi đã làm rất tốt đêm đó, còn cô ta thì sao? Cô ta không nói gì ngoài những lời nói dối, như một vụ tắm máu. Và bạn biết không, tôi chỉ muốn kết thúc chủ đề này, bởi vì họ sẽ nói, ông ấy đã rơi vào bẫy, ông ấy đã nói về nó. Bạn biết đấy, khi ai đó nói điều gì đó không tốt về bạn, nếu bạn không phản bác lại, không ai khác sẽ làm điều đó cho bạn. Nếu tôi phản bác lại, nếu tôi nói, điều đó không đúng, và chỉ cần nói vài giây để mọi người hiểu, họ sẽ nói rằng, ông ấy đã rơi vào bẫy. Nếu họ nói điều gì đó không tốt về tôi phải phản bác lại. Tôi làm điều đó nhanh chóng, nhưng tôi phản bác lại. Ngay khi tôi phản bác, họ lại nói rằng ông ấy đã rơi vào bẫy. Tại sao tôi phải để họ nói điều không tốt về tôi và để điều đó tồn tại mà không phản bác lại? Nếu tôi không phản bác, mọi người sẽ nghĩ đó là sự thật. Những người này thật tệ hại. Nhưng thật tuyệt vời khi nhìn thấy những gì đã xảy ra và những gì chúng tôi đang làm về chính sách, về quân sự, về biên giới. Đặc biệt là về biên giới. Bạn biết không, năm 2016, tôi thắng nhờ vào vấn đề biên giới và chúng tôi đã giải quyết vấn đề biên giới rất nhanh chóng. Tôi rất tự hào về điều đó. Sau đó không ai muốn tôi nói về biên giới nữa. Họ nói, thưa ngài, vấn đề biên giới đã được giải quyết. Tôi nói, tôi muốn nói về biên giới. Họ không để tôi nói, mặc dù chúng tôi đã có thêm 12 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2020. Chúng tôi đã có thêm 12 triệu, nhưng hãy lắng nghe.
Giờ đây có nhiều sự nhiệt tình hơn bao giờ hết, hơn cả năm 2016 hay 2020, bởi vì họ tệ như thế nào, và bởi vì chúng tôi đã làm tốt công việc của mình như thế nào, và họ đã tệ như thế nào. Dưới thời Kamala, sẽ không còn ngành công nghiệp ô tô, không còn ngành thép, không còn ngành sản xuất nào đáng kể, và chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ bị đánh bại về mặt quân sự. Bạn biết điều đó đúng không? Một sự thật rất đơn giản là, nếu bạn không có thép, bạn sẽ không có quân đội, và tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tôi đã nói điều này trước đây và tôi sẽ nói lại. Tôi đã có mối quan hệ rất tốt với một quý ông tuyệt vời, Shinzo Abe từ Nhật Bản. Ông ấy đã bị ám sát. Ông ấy là một quý ông tuyệt vời. Nhưng tôi đã nói, Shinzo, chúng ta phải thay đổi thỏa thuận thương mại của mình. Và ông ấy nói với tôi, tôi biết ông sẽ nói điều đó. Tôi nói, tại sao ông lại biết? Ông ấy nói, trong 25 năm qua, không một người Mỹ nào nói điều đó với chúng tôi. Họ đã tận dụng tình thế của chúng ta. Và chúng tôi đã thay đổi thỏa thuận. Và thỏa thuận mà chúng ta có bây giờ thực sự tốt. Nhưng thỏa thuận mà chúng ta sẽ còn vượt xa sự mong đợi, không chỉ với Nhật Bản, mà với mọi công ty và quốc gia khác. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tôi sẽ không để Nhật Bản mua thép của chúng ta. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. 70 năm trước, đó là công ty lớn nhất trên trái đất. Hãy bỏ phiếu cho Trump và bạn sẽ thấy một cuộc di cư ồ ạt của các nhà máy sản xuất từ Trung Quốc đến Pennsylvania, từ Hàn Quốc đến Bắc Carolina, từ Đức đến ngay đây, ở Georgia. Họ sẽ đến Georgia từ Đức và từ nhiều nơi khác nữa. Cho dù tôi đi tới đâu, và tôi đi đến rất nhiều nơi, chúng ta chắc chắn đang làm việc nhiều hơn đối thủ. Cô ta chỉ đến một nơi trong 3 ngày, còn tôi thì sao không thể làm điều đó? Hôm qua tôi đã ở Pennsylvania, tôi đã dừng lại ở 5 điểm dừng, 3 bài phát biểu. Mọi người hỏi tôi, ngài làm thế nào để làm được điều đó, thưa ngài? Sau đó tôi hỏi, ngày mai tôi sẽ đi đâu? Thưa ngài, ngài sẽ đến Savannah. Ồ, mấy giờ chúng ta sẽ rời đi? 8 giờ sáng, thưa ngài, tuyệt vời. Tôi sẽ về nhà. Bạn về nhà lúc 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ sáng, 2 giờ sáng. Ngày mai tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ đến Savannah, Georgia. Tôi yêu các bạn, nhưng... tôi không phiền nếu rời đi lúc 11 giờ, 12 giờ hoặc 1 giờ. Tôi sẽ rất vui lòng được lên đường. Thưa ngài, chúng ta sẽ rời đi lúc 9 giờ sáng. Thưa ngài, chúng ta sẽ rời đi lúc 8 giờ sáng. Nhưng không sao, không sao. Điều đó rất xứng đáng. Nhưng hãy nhìn, cách tôi nhìn nhận vấn đề là chúng ta không có sự lựa chọn. Nếu chúng ta không thắng cuộc bầu cử này, chúng ta sẽ không còn là một quốc gia nữa. Vì vậy, chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ hết mình, làm việc chăm chỉ hết mình. Chúng ta sẽ mang giấc mơ Mỹ trở lại to lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều đó sẽ xảy ra. Hôm nay, chúng ta vinh dự có sự hiện diện của cựu thượng nghị sĩ Travis Perdue, người đang làm việc rất chăm chỉ trong chiến dịch tranh cử. Travis đâu rồi? Tôi thấy rồi. Anh ấy là người rất tốt bụng. Anh ấy thậm chí không muốn đứng dậy. Anh ấy chỉ muốn hoàn thành công việc. Đó là điều mà anh ấy làm. Một người đàn ông tuyệt vời. Travis, tôi rất cảm kích. Mọi người đều nói với tôi rằng anh ấy đang làm việc rất chăm chỉ. Tôi hỏi, Travis đâu rồi? Anh ấy đang làm việc. Anh ấy đang làm việc. Anh ấy đang làm việc cho chiến dịch tranh cử. Anh ấy muốn hoàn thành công việc. Chúng ta có một quý ông tuyệt vời khác. Một người thực sự đáng kính. Một chính trị gia xuất sắc. Phó thống đốc Bert Jones. Bert, đứng dậy nào. Và cha của anh ấy cũng có mặt ở đây. Một người có gen tốt trong gia đình đó. Cảm ơn rất nhiều. Thật vinh dự khi có ông ở đây. Các đại diện khác của chúng ta, những chiến binh thực thụ, Buddy Carter. Một chiến binh thực thụ. Một người tuyệt vời. Và một người rất nhút nhát, ít nói, không thích tiếp xúc nhiều. Nhưng cô ấy thật sự được tôn trọng cao ở Washington. Và cô ấy tuyệt vời. Marjorie Taylor Greene. Và tất nhiên là một người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều yêu mến, đặc biệt là ở Georgia. Alveda King. Cảm ơn rất nhiều, Al, vì đã đến đây. Và tôi cũng muốn cảm ơn Thống đốc Camp. Ông ấy đã thật tuyệt vời, tuyệt vời. Ông ấy thật sự rất tuyệt vời, và chúng ta sẽ hoàn thành điều này. Nhưng tôi muốn cảm ơn Thống đốc Camp vì sự ủng hộ của ông ấy. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi sẽ đóng cửa biên giới và ngăn chặn cuộc xâm lược của những người nhập cư vào đất nước của chúng ta. Sau gần 4 năm, Kamala Harris cuối cùng cũng quyết định vì lý do chính trị rằng đã đến lúc cô ấy phải đến biên giới.
Cuối cùng, cô ấy đã đến biên giới sau 4 năm. Thật là một sự nhục nhã khi cô ấy đã chờ đợi quá lâu, cho phép hàng triệu người tràn vào đất nước của chúng ta từ các nhà tù, bệnh viện tâm thần, trại điên và phòng giam tội phạm trên khắp thế giới. Không chỉ từ Nam Mỹ mà còn từ nhiều nơi khác. Họ đến từ Châu Phi, từ Congo, một số lượng lớn từ Congo. Họ đến từ Trung Đông, họ đến từ Châu Á, họ đến từ Nam Mỹ. Nhưng không chỉ từ Nam Mỹ, họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Thật sự chỉ là những gì họ đang làm với cấu trúc, với trái tim của đất nước chúng ta. Điều đó thật khó tin. Và bạn thấy những gì đang xảy ra. Họ đang chiếm giữ các thị trấn và thành phố, và họ chiếm giữ chúng với vũ khí. Họ chiếm giữ chúng với vũ khí có chất lượng quân sự. Họ lấy những vũ khí đó từ đâu? Nhưng cô ấy đang cố lừa dối công chúng rằng cô ấy đã làm rất tốt ở biên giới. Cô ấy thật sự nói rằng, không, tôi đã làm rất tốt ở biên giới, nhớ không? Bạn biết đấy, khi cô ấy nói rằng, chúng tôi đang làm việc tại biên giới, cô ấy vẫn còn các chuyến bay chở đầy người nhập cư bay qua biên giới. Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ không bị phát hiện. Phải mất khoảng 2 năm để họ phát hiện ra điều đó. Đó là một điều kỳ lạ. Những chiếc máy bay Boeing lớn mới tinh đang hạ cánh ở các sân bay trên khắp đất nước của chúng ta. Và những người nhập cư đang bước ra. Phải mất một thời gian để phát hiện ra điều đó. Vì vậy, họ nói về biên giới. Nhưng cho đến ngày nay, họ vẫn có các chuyến bay chở đầy hàng trăm nghìn người. Họ được bay đến khắp các nơi trên đất nước của chúng ta. Phá hủy đất nước của chúng ta. Và cô ấy đã phá hủy hoàn toàn cấu trúc của quốc gia chúng ta, cho phép ít nhất 21 triệu người vào đất nước của chúng ta. Và nghĩ mà xem, họ hoàn toàn không được kiểm tra từ những nơi không xác định. Không kiểm tra tên tuổi, không kiểm tra bất cứ thứ gì, chỉ cần vào thôi. Nhưng họ làm vậy. Họ đến từ nhà tù và họ đến từ các bệnh viện tâm thần. Điều đó thật kinh khủng. Và rất nhiều kẻ khủng bố ở mức độ mà không ai từng thấy trước đây. Bạn biết đấy, trong 4 năm của tôi thấy gần đây họ có một năm mà không có trường hợp nào. Tôi không tin điều đó do tuần tra biên giới thực hiện. Bạn biết đấy, tôi có một biểu đồ yêu thích nhất trong lịch sử, đúng không? Tôi có một biểu đồ là biểu đồ yêu thích nhất của tôi. Tôi yêu nó. Nó đâu rồi? Nó có đây không? Tôi yêu biểu đồ đó. Tôi ngủ với biểu đồ đó mỗi đêm, tôi hôn đó. Tôi yêu nó vì biểu đồ đó đã cứu sống tôi. Tôi nhìn sang phải. Biên, nếu tôi không nhìn sang phải, tôi sẽ không còn ở đây với các bạn hôm nay. Tôi đảm bảo với các bạn điều đó. Và thật tuyệt vời vì biểu đồ đó hiếm khi được sử dụng. Vì tôi không thích khoe khoang. Nó hiếm khi được sử dụng. Nhưng khi nó được sử dụng, nó luôn ở bên trái tôi. Nó luôn ở bên trái tôi. Và nó luôn ở cuối bài phát biểu của tôi. Thật tuyệt vời khi có một tổng thống không cần dùng tới máy nhắc chữ. Bởi vì bạn biết đấy, tôi hiếm khi sử dụng máy nhắc chữ. Vì nếu dùng, bài phát biểu của bạn sẽ rất nhàm chán. Nếu tôi đọc từng từ một, tôi có thể đọc liền mạch. Và bạn sẽ vào đây và ra ngoài trong 35 phút. Bạn sẽ nói, thật nhàm chán, phải không? Ngay cả khi có những số liệu tốt như chúng ta đang đưa ra, điều đó vẫn sẽ rất buồn tẻ. Biểu đồ này là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã nói, đưa biểu đồ đó xuống đây cho tôi xem nào. Đó là một điều may mắn, nhưng có lẽ không chỉ là may mắn. Tôi nghĩ hai cậu con trai của tôi là những xạ thủ cừ khôi và chúng nói rằng, bố à, từ khoảng cách 130 gia, một xạ thủ kém cũng không thể trượt với khẩu súng đó, khẩu AR-15. Và chúng ta đã mất đi một người lính cứu hỏa tuyệt vời và hai người khác. Chúng ta đã nghĩ họ không qua khỏi, nhưng các bác sĩ thật tuyệt vời, những bác sĩ địa phương. Họ kiểu như là bác sĩ nông thôn, nhưng họ đã làm rất tốt. Họ đã cứu sống họ, và bây giờ họ ổn. Và bạn biết điều tuyệt vời là gì không? Một người bạn của tôi đến gặp tôi và nói về người lính cứu hỏa Corey, một người đàn ông tuyệt vời, một gia đình tuyệt vời, một người vợ đẹp và các cô con gái xinh xắn. Anh ấy đã che chắn cho các con gái mình và bị bắn trúng ngay vào đầu. Nhưng bạn biết không, tôi không chắc mình đã nói điều này trước công chúng chưa. Nhưng một người bạn của tôi, một thành viên của Malago, đã đến gặp tôi và nói,
Tôi muốn tặng gia đình họ một tấm séc. Đây là một gia đình sống cuộc sống yên bình trong một cộng đồng an toàn, không có tội phạm, không có cảnh cướp giật hay đẩy người vào tàu điện ngầm, không có gì cả. Đó là một cộng đồng tốt đẹp ở Butler. Bạn của tôi nói, tôi muốn giúp đỡ gia đình họ. Anh ấy muốn tặng cho gia đình Corey một tấm séc. Tôi nói, ý tưởng hay đấy, bao nhiêu vậy? Anh ấy trả lời, tôi cũng không biết nữa. Rồi đưa tôi tấm séc đã ký sẵn, trị giá $1,000,000. Tôi thốt lên, wow. Và khi tấm séc đó được trao cho người vợ tuyệt vời của Corey, cô ấy không thể tin vào mắt mình. Cô ấy thật sự bị choáng ngợp bởi những gì đã xảy ra. Corey là một người hâm mộ lớn của tôi, một người rất yêu quý tôi. Cả gia đình họ đều như vậy. Cả ba người đều là những người ủng hộ nhiệt tình. Đám đông ở đó cũng vậy. Người ta nói có khoảng 55.000 người và không ai rời đi. Bạn biết đấy, khi những tiếng súng nổ ra, giống như trong các trận đấu bóng đá, chỉ cần một tiếng súng là tất cả mọi người sẽ hoảng loạn và bỏ chạy như đàn gia súc, tạo ra một cuộc hỗn loạn và có thể khiến nhiều người bị thương hoặc tử vong. Nhưng khi những tiếng súng vang lên, không ai chạy cả. Có rất nhiều phát súng, 8-9 phát súng liên tục, nhưng không ai bỏ chạy. Các nhân viên mật vụ đã phản ứng vô cùng xuất sắc. Cảnh sát địa phương cũng làm rất tốt trong việc đối phó với kẻ tấn công. Có thể họ đã bắn trúng tên điên đó, nhưng hãy nghĩ mà xem. Khi chúng tôi trao tấm séc cho cô ấy chưa từng thấy gì như thế trước đây. Gia đình họ sống một cuộc sống ổn định nhưng không phải là giàu có. Và giờ đây cô ấy có $1,000,000. Tôi nói với cô ấy rằng đó chỉ là khởi đầu, bởi vì chúng tôi đã kêu gọi trên GoFundMe và đã quyên góp được khoảng $6,000,000. Hai người đàn ông khác cũng bị trúng đạn và bị thương rất nặng. Cơ hội sống sót của họ rất mong manh. Câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là có bao nhiêu người đã chết? Bởi vì trong một đám đông như thế, đạn bắn ra ở đâu cũng có thể trúng ai đó. Họ nói rằng có ba người có thể đã chết, rất có thể đã chết. Hai người đó được đưa đi ngay lập tức đến bệnh viện. Các bác sĩ ở đó thật sự tuyệt vời. Tôi cũng được đưa tới bệnh viện, và bác sĩ nói rằng đó là một bệnh viện rất tuyệt vời, vô cùng chuyên nghiệp. Ông ấy nhìn tôi và nói, ngài là người may mắn nhất mà tôi từng gặp. Tôi đáp lại, không, có lẽ đó là điều gì khác nữa. Nhưng ông ấy không thể tin nổi. Bác sĩ còn nói, thưa ngài, hôm nay là một ngày tốt để ngài đi mua vé số, vì những gì đã xảy ra ở đây là điều tôi chưa từng thấy trước đây. Nhưng bạn biết đấy, cũng có những điều tốt đẹp xảy ra. Điều tốt đẹp nhất là khi mọi người nói rằng đó là sự trợ giúp từ Chúa. Chúa đã đến và cứu ngài, vì ngài có sứ mệnh đưa nước Mỹ trở lại. Nhiều người đã nói như vậy. Rất nhiều người đã nói như vậy. Tôi hy vọng điều đó là sự thật. Tôi hy vọng điều đó là sự thật. Và rồi khoảng 2 tháng sau, tôi lại nhận thêm một sự giúp đỡ từ Chúa. Bạn có thấy những gì mà một nhân viên mật vụ tuyệt vời đã làm không? Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Bạn biết đấy. Nhiều người khi đi dạo trên những bãi cỏ xanh, hoa nở rực rỡ, mọi thứ thật đẹp đẽ, họ có thể nói, ồ, nơi này thật tuyệt vời. Nhưng anh chàng này thì khác. Anh ấy không để ý đến những điều đó. Anh ấy đã nhìn thấy điều gì? Anh ấy thấy một khẩu súng trường. Chỉ là một phần nhỏ của một khẩu súng lớn và nòng súng lộ ra một chút từ giữa đám cây rậm rạp. Ai có thể phát hiện ra điều đó? Không nhiều người có thể nhìn thấy. Anh ấy không nói ai ở đó vậy. Chúng ta có thể nói chuyện không? Không. Anh ấy rút súng và bắn ngay. Và tên kia đã làm rơi súng. Hãy nghĩ về điều đó. Đó là một tình huống mà tôi chỉ cần quay đầu trong tích tắc, chỉ có vài giây để đảm bảo an toàn. Nhưng tôi nói với bạn rằng, Chúa đã dõi theo. Bởi vì trong tình huống đó, bạn cần một người có phản xạ cực kỳ nhạy bén. Tôi rất khâm phục mật vụ. Họ đã chịu áp lực lớn từ sau vụ việc ở Butler. Bởi vì tòa nhà lẽ ra phải được bảo vệ tốt hơn. Nhưng khi tôi ngã xuống, chỉ trong vài giây, đã có 4-5-6 người đứng ngay trên đầu tôi. Và những viên đạn bay vút qua đầu chúng tôi. Rất nhiều đạn đã bay vút qua đầu. Họ không do dự, không nghĩ rằng, ồ, tôi không đi đâu vì điều đó nguy hiểm. Họ đã bảo vệ tôi trong khoảnh khắc nguy cấp đó.
Bạn phải khen ngợi họ, bởi vì nhân viên mật vụ đó, nếu không nhờ anh ta, tôi sẽ có mặt ngay tại vị trí đó, chỉ trong 10 phút, ngay bên cạnh tên đó. Anh ta đã phát hiện và bắn ngay lập tức. Nhưng sau đó, anh ấy đã chạy. Có một hàng rào và anh ta đã băng qua đường, chạy xuống phố để lấy xe của mình. Chỉ có phụ nữ mới làm được điều đó, vì đàn ông không đủ nhạy bén như vậy. Vâng, và đó là một con đường rất đông đúc. Quốc hội thì bận rộn, nhưng cô ấy không thích cách mà anh ta trông thấy. Bản thân tôi cũng thường thấy nhiều người chạy đi chạy lại, và có khi tôi không thích cách họ nhìn, nhưng tôi đã có đuổi theo họ. Nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy cảm thấy rất đáng nghi. Anh ta chạy như điên vì phải trốn khỏi mật vụ, và xe của anh ta chỉ cách đó một đoạn ngắn. Cô ấy bám theo, dừng ngay sau xe của anh ta và bắt đầu chụp ảnh biển số. Ai lại làm vậy chứ? Ai lại đi theo rồi chụp biển số như thế? Tôi đã hỏi các cảnh sát trưởng ở Palm Beach rằng nếu chuyện này xảy ra 1.000 lần, có bao nhiêu lần sẽ có người theo dõi và chụp lại biển số như vậy? Ông ấy trả lời, có lẽ là không có lần nào cả. Đúng vậy, đó là sự may mắn hoặc một điều gì đó. Nhưng người phụ nữ này thật sự đáng khâm phục. Một khi đã có được biển số xe, họ đã tiến hành truy đuổi với tốc độ cao trên xa lộ. Và một khi có được biển số, mọi chuyện coi như đã xong. Nếu không có biển số, thì anh ta vẫn còn ngoài kia, và tôi sẽ không cảm thấy an tâm chút nào. Tôi sẽ phải lo lắng liệu anh ta có trong đám đông này không. Tôi sẽ nghĩ, không biết kẻ điên đó đang ở đâu. Nhưng những gì mà người phụ nữ này làm thật phi thường. Mấy tháng qua tôi đã trải qua rất nhiều trải nghiệm đặc biệt. Nghề của tôi thật sự rất nguy hiểm. Nếu bạn nghĩ kỹ mà xem, nguy hiểm hơn cả đua xe. Tỷ lệ tử vong của tay đua xe ô tô là 1/10 của 1%, và của người cưỡi bò là một chút cao hơn. Nhưng bạn biết không, tôi không muốn nói tỷ lệ tử vong của tổng thống đâu. Nhưng rõ ràng đây là một nghề cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bạn biết đấy, họ chỉ nhắm vào những vị tổng thống thật sự có ảnh hưởng. Đúng vậy, họ chỉ nhắm vào những người có ảnh hưởng. Và chúng ta đang có ảnh hưởng, và sẽ còn nhiều ảnh hưởng hơn nữa, vì chúng ta sẽ làm những điều mà chưa ai có thể làm được ở đất nước này. Khi Kamala đến thăm biên giới vào thứ Sáu, cô ấy sẽ đi ngang qua hàng trăm dặm tường mà Trump đã xây dựng. Và đó là bức tường thật sự có tác dụng. Đó là lý do tại sao chúng ta có mức độ nhập cư trái phép thấp nhất trong lịch sử vào thời điểm tôi rời nhiệm sở. Nếu bạn nhìn vào mũi tên đỏ dưới cùng kia, mỗi lần nhìn vào đó tôi lại cảm thấy tự hào. Đó là mức độ nhập cư trái phép thấp nhất trong lịch sử. Và không chỉ dừng lại ở nhập cư, nó còn bao gồm cả việc ngăn chặn ma túy và nhiều thứ khác nữa. Ma túy đang tràn qua biên giới của chúng ta với tốc độ gấp 10 lần so với trước đây. Chúng ta nói về người di cư trái phép, nhưng ma túy đang tràn vào, fentanyl đang tràn vào. Tôi đã giảm mức độ đó xuống thấp nhất, và tôi đã có thỏa thuận với chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc rằng ông ấy sẽ áp dụng án tử hình cho bất kỳ ai sản xuất và vận chuyển fentanyl sang Mỹ, vì đó là hình phạt bên đó. Đó là lý do họ không gặp vấn đề về ma túy. Họ áp dụng án tử hình cho những kẻ buôn ma túy. Ông ấy đã đồng ý rằng những kẻ sản xuất fentanyl và vận chuyển nó tới Mỹ sẽ bị tử hình. Và tôi nói với ông ấy, nếu ông không làm điều đó, nếu ông không làm, chúng ta sẽ ngừng tất cả các giao dịch với Trung Quốc, chúng ta sẽ dừng mọi thứ, sẽ không giao thương nữa và sẽ áp đặt thuế quan nặng lên bất kỳ thứ gì lọt qua. Và ông ấy đã đồng ý làm điều đó. Nhưng rồi Biden lại làm hỏng mọi thứ, như cách ông ta đã làm với Israel và Iran. Iran đã sẵn sàng ký thỏa thuận, chỉ cần 2 phút là ký được. Và giờ thì họ có 300 tỷ đô la. Họ kiếm được tất cả số tiền đó trong 3 năm rưỡi. Thật là một cơ hội bị bỏ lỡ, thật đáng tiếc. Khi Kamala phát biểu, hãy lưu ý rằng người phụ nữ này đã cho phép một số lượng người kỷ lục vào đất nước của chúng ta. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, và giờ đây đang gây ra hỗn loạn tội phạm khắp nơi. Ở Aurora, Colorado, bạn đã thấy những băng đảng Venezuela chiếm lấy bất động sản, trở thành những kẻ phát triển bất động sản. Nghe thì có vẻ hay ho đấy, nhưng không phải vậy. Họ đang chiếm đoạt bất động sản và sở hữu những loại vũ khí mà ngay cả quân đội của chúng ta cũng chưa từng thấy. Ai đang cung cấp vũ khí cho họ?
Aurora đang trở thành một mớ hỗn độn, và thống đốc thì cũng chẳng khá hơn. Bạn biết đấy, ông ta là một đảng viên dân chủ, ông ta là một đảng viên cực tả. Bây giờ ông ta không được lòng dân cho lắm, vì họ sẽ còn chiếm nhiều hơn nữa. Không chỉ Aurora, họ sẽ chiếm cả bang Colorado nếu tôi không trở thành tổng thống. Họ sẽ không tồn tại lâu đâu. Và ở Springfield, Ohio, bạn có một thị trấn với 50.000 người, nhưng họ đã đưa vào đó 32.000 người di cư, gần như chỉ sau một đêm. Người dân ở đó rất thân thiện, họ muốn tốt bụng, họ nói, thị trưởng đang tìm kiếm thông dịch viên khắp nơi, vì không ai có thể hiểu được những gì đang diễn ra. Ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, chuyện gì thế này? Tôi xin lỗi, chúng ta phải đưa những người này trở lại đất nước, nơi họ đã đến. Chúng ta phải làm vậy. Bây giờ mỗi bang đều như một bang biên giới. Khi cô ấy phát biểu, tôi hy vọng mọi người sẽ nhớ rằng cô ta đã gây ra thiệt hại to lớn cho các thành phố, thị trấn và cả đất nước này. Đất nước của chúng ta đang dần chết. Chúng ta đang nhận tất cả các tội phạm từ khắp nơi trên thế giới. Bạn biết đấy, tỷ lệ tội phạm của các quốc gia trên toàn cầu đều đang giảm xuống vì người dân của họ đã đòi hỏi điều đó. Họ đang đuổi tội phạm đi và đẩy họ vào Hoa Kỳ, khiến tỷ lệ tội phạm của họ giảm đi một nửa, thậm chí hơn thế. Những nhà tù vốn chật kín của họ giờ gần như trống rỗng, và chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn trống rỗng vì họ đã chuyển hết tội phạm sang Hoa Kỳ. Chúng ta gần như một bãi rác, nhưng chúng ta sẽ không chấp nhận điều đó. Chúng ta sẽ đưa họ trở lại. Và nhân tiện, đây là một bài phát biểu về phát triển kinh tế, nhưng đây cũng là một phần quan trọng của phát triển kinh tế. Chúng ta không thể có các nhà máy được xây dựng ở những nơi mà tội phạm lảng vảng trên đường phố với những loại vũ khí nguy hiểm nhất mà bạn từng thấy, như súng máy và nhiều thứ khác. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Chúng ta phải có một đất nước an toàn. Nếu bạn không có một đất nước an toàn, tất cả những gì tôi nói hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa. Nên việc đầu tiên là chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho nước Mỹ. Bởi vì nếu không an toàn thì không ai muốn tới đây. Cô ta thì sao? Cô ta không hiểu thế nào là an toàn. Cô ấy từng là người đứng đầu phong trào cắt giảm ngân sách cho cảnh sát. Bất kỳ ai đứng đầu phong trào đó đều không đủ tư cách để làm Tổng thống Hoa Kỳ. Và bất kỳ ai nói dối như cô ta nói dối về mọi thứ. Cô ta đã thay đổi 15 chính sách. Cô ta đã theo dõi chính trị trong một thời gian dài, và tôi đã giúp đỡ nhiều người. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai thay đổi tới 15 chính sách như cô ấy. Cô ta muốn tịch thu súng của bạn. Giờ cô ấy lại nói, ồ, tôi sẽ không làm điều đó. Cô ta muốn dừng việc khai thác dầu đá phiến. Cô ta đã nói hàng trăm lần là sẽ không có khai thác dầu đá phiến ở Pennsylvania. Và giờ cô ta lại nói, ồ, tôi ủng hộ việc khai thác dầu đá phiến. Nhưng bạn biết không, họ luôn quay lại quan điểm ban đầu của mình. Đó là bản chất của họ. Cô ấy theo triết lý Marxist, và cha cô ấy là một nhà triết học Marxist, người đã dạy dỗ cô ta rất kỹ lưỡng. Đó chính là những gì bạn nhận được, và chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Đất nước này không sẵn sàng cho điều đó, và hy vọng sẽ không bao giờ sẵn sàng. Còn một điều nữa, và tôi nghĩ điều này thật tệ. Cô ta đã nói dối về việc làm ở McDonald's. Cô ta nói rằng cô từng làm việc ở McDonald's và đứng chiên khoai tây. Tôi sẽ đến McDonald's trong vài tuần tới và đứng chiên khoai để xem công việc của cô ta thật sự như thế nào. Bởi vì cô ta chưa từng làm việc đó. Cô ta nói rằng đã đứng chiên khoai tây trong khi thời tiết bên ngoài thì nóng nực. Nhưng sự thật là cô ấy chưa bao giờ làm việc ở đó. Đó là một lời nói dối. Khi tôi hỏi cô ấy trong cuộc tranh luận, tôi nói rằng tôi muốn thảo luận về điều này. Và ABC, đài truyền hình tệ nhất trong số đó đã ngăn tôi lại. Bạn thấy không? Tỷ lệ người xem của David M đang giảm mạnh. Tôi rất vui vì điều đó. Bởi vì ông ta đã mất uy tín, tôi thích điều đó. Người nhập cư trái phép cũng đang phá hủy tiền lương của bạn và cướp đi công việc của bạn. Chỉ riêng tháng trước, hãy nghĩ mà xem. Người lao động sinh ra tại Mỹ đã mất 1,3 triệu việc làm, trong khi người nhập cư thì kiếm được 635.000 việc làm. Chúng ta đang tạo ra việc làm cho người nhập cư ở mức độ cao hơn nhiều so với chính công dân của mình.
Khi chúng ta tạo ra hàng triệu việc làm sản xuất mới ở Georgia và trên toàn quốc, chúng ta sẽ đảm bảo rằng những công việc đó thuộc về công dân Mỹ, chứ không phải là cho những người nhập cư bất hợp pháp. Lương của bạn sẽ tăng, chi phí sẽ giảm, cơ hội việc làm sẽ nhiều hơn, vì chúng ta sẽ thực hiện cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tình trạng này không thể tiếp tục, và chúng ta phải đuổi hết bọn tội phạm ra khỏi đây trước tiên. Chúng ta sẽ trục xuất bọn tội phạm, những kẻ giết người, những kẻ buôn ma túy, và sẽ làm điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Chúng ta sẽ làm việc với cảnh sát địa phương. Họ biết tất cả về chúng, họ biết tên, biết số căn cước của chúng, biết mọi thứ. Cảnh sát địa phương của chúng ta thật tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần để họ làm việc của mình, và ngay từ ngày đầu tiên, chúng ta sẽ chấm dứt lạm phát và làm cho nước Mỹ trở nên đáng sống trở lại. Chúng ta sẽ miễn thuế cho tiền tiếp. Không đánh thuế tiền tiếp nữa. Về việc làm thêm giờ và đối với các bậc cao niên, những người đã phải chịu nhiều khó khăn bởi tình trạng lạm phát do Harris và Biden gây ra. Tất cả chỉ vì vấn đề năng lượng. Họ đã để giá năng lượng tăng vọt, gây ra lạm phát, và còn cả việc chi tiêu quá mức. Nhưng tôi cho rằng nguyên nhân chính vẫn là năng lượng. Chúng tôi sẽ không đánh thuế vào an sinh xã hội của các bậc cao niên. Họ xứng đáng được như vậy. Họ đã phải chịu đựng rất nhiều. Bạn biết đấy, những người làm việc nhận tiền tiếp cũng đang bị áp bức bởi chính quyền này. Họ thông qua luật mới và nhiều luật khác đã sẵn sàng được thông qua bất cứ lúc nào. Tự nhiên cô ấy lại nói rằng sẽ không đánh thuế vào tiền tiếp, nhưng không có gì xảy ra cả. Chẳng có gì xảy ra với cô ấy cả. Vì nếu thật sự muốn làm, thì cô ấy đã làm từ 3.5 năm trước rồi. Đó là những gì tôi muốn nói. Và kết lại, cô ấy đã nói dối về việc làm ở McDonald's, nói dối về mọi thứ. Cô ấy không hiểu vấn đề và không thể trả lời câu hỏi. Nếu bạn xem Oprah, tôi từng biết Oprah rất rõ. Cô ấy rất quý tôi trước khi tôi bước vào chính trị. Cô ấy từng đến Mar-a-Lago và nói, Ronald, đây là nơi đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chúng ta có thể tổ chức tang lễ của Roger King ở đây được không? Roger là một người rất quan trọng, một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Cô ấy là người đã sắp xếp mọi việc, và cô ấy thường xuyên đến đó. Cô ấy rất thích món key lime pie, tôi cũng rất thích món đó. Nhưng từ khi tôi bước vào chính trị, cô ấy đã thay đổi thái độ. Cô ấy nói rằng tôi không còn thích anh ta nữa. Tôi đã từ bỏ rất nhiều, nhưng tôi không hối tiếc vì chúng ta sẽ làm cho đất nước của mình vĩ đại hơn bao giờ hết. Và trong khi người dân Mỹ đang phải vật lộn, chúng ta sẽ tạm thời đặt mức trần lãi suất thẻ tín dụng là 10%. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Lãi suất hiện tại đang ở mức 22-25%. Chúng ta không thể để người dân phải trả lãi suất cao như vậy khi họ không có khả năng trả nợ thẻ tín dụng. Chúng ta sẽ giới hạn lãi suất ở mức 10% trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta sẽ xóa bỏ kế hoạch xanh lừa đảo và dùng hàng nghìn tỷ đô la chưa được sử dụng để đầu tư vào đường xá, cầu cống, cơ sở hạ tầng thực sự và trả nợ, chứ không phải những dự án cơ sở hạ tầng giả tạo đã gây ra tình trạng lạm phát nghiêm trọng cùng với vấn đề năng lượng. Dự luật đó thực sự là một thảm họa. Hàng nghìn tỷ đô la đã bị lãng phí, và đó chính là nguyên nhân gây ra lạm phát. Tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine và chấm dứt sự hỗn loạn ở Trung Đông. Và tôi sẽ ngăn chặn điều mà không ai khác có thể làm được. Tôi sẽ ngăn chặn Thế chiến 3, và chúng ta đang rất gần với Thế chiến 3 rồi. Biden và Kamala đã đẩy chúng ta vào cuộc chiến này ở Ukraine, và giờ họ không thể đưa chúng ta ra khỏi đó. Họ không thể rút lui. Tôi đã xem ông ta phát biểu rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Ông ta nói điều đó suốt 3 năm đây. Mỗi lần Zelensky đến Mỹ, ông ta lại nhận được hàng trăm tỷ đô la. Tôi nghĩ Zelensky là người bán hàng giỏi nhất trên thế giới. Nhưng chúng ta đang mắc kẹt trong cuộc chiến đó. Trừ khi có một tổng thống khác, tôi sẽ giải quyết. Tôi sẽ đàm phán. Tôi sẽ rút lui. Chúng ta phải rút ra. Biden nói rằng chúng ta không thể rời đi cho đến khi chiến thắng. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thắng? Điều họ làm là đánh nhau. Có người đã nói với tôi rằng họ đã đánh bại Hitler, họ đã đánh bại Napoleon. Đó là những gì họ làm, và điều đó không dễ chịu chút nào.
Chúng ta đã cung cấp gần 300 tỷ đô la cho họ. Và bạn biết không, châu Âu, nền kinh tế có quy mô tương đương với chúng ta, chỉ đóng góp một phần nhỏ trong số đó, một phần rất nhỏ. Và chúng ta có cả đại dương ngăn cách. Đó là lý do tại sao nó quan trọng hơn với họ. Nhưng tại sao họ không hành động? Bởi vì Biden thậm chí chưa bao giờ yêu cầu họ làm điều đó. Tôi đảm bảo với bạn, bạn có nghĩ rằng Biden nằm trằn trọc suốt đêm, nghĩ cách để khiến châu Âu đóng góp nhiều hơn không? Không, ông ta chỉ ngủ. Đây là người có thể ngủ ngon lành trên bãi biển. Bạn nghĩ sao khi có người ngủ trên bãi biển với máy quay quanh mình? Tôi sẽ không bao giờ ngủ trên bãi biển trước máy quay truyền hình trực tiếp. Tôi hứa đấy. Không, hôm trước ông ta nằm ngủ ngon lành. Tôi tự hỏi, ông ấy đang ngủ đây à? Tôi không biết nữa. Có thể đó là một điều tốt, nếu bạn có thể ngủ khi máy quay đang quay trực tiếp. Có ai đó nói với ông ta rằng, trông ông ấy thật đẹp, trong bộ đồ bơi. Bạn biết đấy, ở tuổi 82, chuyện đó hiếm khi xảy ra. Tôi rất yêu quý những người 82 tuổi, nhưng 82 tuổi mặc đồ bơi thì không dễ coi chút nào. Nhưng ông ấy lại có thể làm vậy. Ông ấy nằm đó và ngủ say, bạn phải công nhận điều đó. Tôi thì khó ngủ lắm. Đầu óc tôi lúc nào cũng đầy ý tưởng và suy nghĩ. Còn ông ấy chỉ cần nằm xuống và ngủ ngay. Họ chụp ảnh ông ấy và đó thật sự là điều đáng buồn khi nghĩ về chuyện đó, đúng không? Nhưng điều đó thật buồn. Và không ai nói cho chúng ta biết rằng ông ấy bị suy giảm nhận thức. Cô ta không nói gì cả. Điều này đã đặt đất nước chúng ta vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Vì chủ tịch Tập đang ở đỉnh cao phong độ, và tất cả những người mà chúng ta đang cạnh tranh đều đang ở đỉnh cao phong độ. Còn ông ấy thì không, đã không như vậy trong một thời gian dài, và điều đó khiến chúng ta gặp rủi ro và nguy hiểm lớn. Chúng ta sẽ xây dựng lại các thành phố của mình, bao gồm cả Washington DC, làm cho chúng trở nên an toàn, sạch sẽ và đẹp đẽ trở lại. Và chúng ta sẽ duy trì đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới. Vì đồng đô la đang bị đe dọa nghiêm trọng ngay bây giờ. Và nếu chúng ta mất đó, chúng ta thật sự trở thành một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Giờ đây chúng ta có quá nhiều kẻ thù. Bạn biết đấy, tôi không gây ra cuộc chiến nào ngoài ISIS mà tôi được thừa kế. Và tôi đã tiêu diệt ISIS chỉ trong 4 tuần thay vì 5 năm như họ dự tính. Vì chúng ta có một quân đội tuyệt vời mà tôi đã tái xây dựng. Tôi đã tái xây dựng quân đội của chúng ta. Nhưng tiếc là 85 tỷ đô la trong số đó đã bị bỏ lại Afghanistan. Bạn có thể tin được không? Điều đó không bao giờ nên xảy ra. Bạn phải đưa lính ra cuối cùng. Không bao giờ đưa lính ra trước tiên. Họ đã rút quân đội ra trước. Và sau khi rút quân, Taliban đã làm mưa làm gió. Đó là một điều kinh khủng. Chúng ta đã mất 13 binh sĩ tuyệt vời và nhiều người bị thương nặng. Với đôi chân, đôi tay, khuôn mặt bị tàn phá nặng nề. Không ai từng nói về họ. Họ chỉ nói về những người đã hy sinh. Tôi rất yêu quý những gia đình đó. Tôi biết rõ họ. Họ thậm chí còn chưa từng gọi cho gia đình các nạn nhân. Có 13 người đã thiệt mạng. Những con người tuyệt vời. Nhưng chúng ta cũng để lại hàng tỷ đô la thiết bị quân sự tốt nhất thế giới. Và giờ đây, Afghanistan là một trong những nơi bán thiết bị quân sự lớn nhất, với 777.000 khẩu súng trường và súng ngắn, 71.000 phương tiện, nhiều chiếc được bọc thép. Bạn phải nhìn thấy kính ngắm, máy bay và xe tăng. Đó là sự ngu ngốc của những con người này. Chúng ta phải lấy lại sự tôn trọng. Họ cười nhạo chúng ta khắp nơi trên thế giới. Và bạn biết không, họ thật sự cười nhạo Kamala, vì họ không thể tin rằng cô ấy sẽ trở thành tổng thống. Họ không thể tin nổi. Bạn nói về vấn đề nhận thức ư? Tôi nghĩ cô ta còn có vấn đề nhận thức nghiêm trọng hơn ông ấy, theo ý kiến của tôi. Đây là cách chúng ta sẽ chấm dứt kỷ nguyên lạm phát, hỗn loạn, đau khổ dưới thời gian của kẻ lừa đảo Joe. Hãy nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua với lạm phát và những cuộc chiến khắp nơi trên thế giới. Thủ tướng Hungary, Viktor Orbán, một người rất mạnh mẽ, một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Không cho bất kỳ ai vào đất nước ông ấy. Ông ấy nói, không. Tôi không muốn người ta làm nổ tung các trung tâm mua sắm của chúng tôi. Tôi không muốn người ta giết hại người dân của chúng tôi. Nhưng gần đây ông ấy được hỏi nhiều lần. Và ông ấy đã nói nhiều lần. Tại sao thế giới lại bùng nổ như vậy? Trung Đông đang rối loạn. Nga có vẻ sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Tất cả những vấn đề này đang xảy ra. Ông ấy trả lời, có một lý do đơn giản. Donald Trump không phải là tổng thống. These problems are happening. They weren't here. He said it's one simple reason.
Khi Donald Trump là Tổng thống Hoa Kỳ, không ai hiểu được ông ấy. Và tất cả mọi người đều sợ ông ấy. Họ sợ Donald Trump. Tôi không muốn là người nói điều này, nhưng ông ấy đã nói họ sợ Donald Trump. Trung Quốc sợ ông ấy, Nga sợ ông ấy, tất cả đều sợ ông ấy. Chúng ta không gặp vấn đề gì. Nga không hề xâm lược Ukraine, và họ đã không làm vậy suốt 4 năm. Ngay khi tôi rời đi, họ liền xâm lược. Điều đó là mục tiêu của họ. Tôi biết rất rõ về ông ấy. Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy, đặc biệt là sau những trò lừa đảo do Hillary và Stacey Adams Schiff cùng những kẻ xấu xa này bày ra. Bạn biết không, những trò bịa đặt đó đã đặt đất nước của chúng ta vào tình thế nguy hiểm lớn. May mắn là mọi thứ đã ổn thỏa. Nhưng điều đó mang tới rủi ro rất lớn khi bạn bắt đầu làm những việc tào lao như vậy, những câu chuyện bịa đặt. Chúng ta sẽ mang lại sự an toàn, thịnh vượng và hòa bình cho người dân Mỹ. Bất kể chủng tộc, tôn giáo, màu da hay tín ngưỡng, chúng ta sẽ mang lại sự thịnh vượng chưa từng có cho đất nước này. Và cùng nhau, chúng ta sẽ giảm thuế, giảm quy định, thực sự giảm chi phí năng lượng. Tôi sẽ giảm chi phí năng lượng của bạn. Đừng lo về các công ty. Chúng ta cũng sẽ giảm cho họ. Nhưng điều tôi muốn nói là chúng ta sẽ giảm hóa đơn năng lượng của bạn xuống hơn 50% trong vòng 12 tháng đầu tiên của chính quyền của tôi. Tôi đang nói đến chủ nhà, người thuê nhà và tất cả mọi người. Xe của bạn, mọi thứ sẽ giảm giá mạnh. Và điều đó sẽ dẫn tới một làn sóng giảm giá mạnh mẽ cho những thứ khủng khiếp khác vì lãi suất hiện tại là 10%. Chúng ta từng có nó ở mức 2%, nhưng giờ lãi suất cao, lạm phát cao. Và chúng ta sẽ thay đổi tất cả. Chúng ta sẽ đưa lãi suất xuống thấp trở lại. Bởi vì khi giá năng lượng giảm, lãi suất cũng sẽ giảm theo. Thực ra điều này không phức tạp lắm. Dù không dễ thực hiện, nhưng tôi biết cách làm. Và tôi đã từng làm điều đó một lần, và nó thật sự đáng kinh ngạc. Chỉ cần nhìn lại những gì bạn đã phải trả cho các mặt hàng 4 hay 5 năm trước so với bây giờ, bạn sẽ không tin vào sự khác biệt đó đâu. Tôi muốn đảm bảo rằng mọi người đều có khả năng chi trả cho những thứ cơ bản như thực phẩm, xe hơi và nhà cửa. Tôi muốn đảm bảo rằng những người trẻ tuổi có thể trải nghiệm ít nhất là tiềm năng của giấc mơ Mỹ. Chúng ta sẽ ngăn chặn cuộc xâm lược này, chấm dứt tội phạm do người nhập cư gây ra và ủng hộ lực lượng cảnh sát tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta sẽ không cắt giảm ngân sách cảnh sát. Cô ta sẽ lại quay về việc cắt giảm ngân sách cảnh sát. Bạn biết không, tôi có sự ủng hộ của hầu hết các tổ chức cảnh sát lớn tại Hoa Kỳ. Vừa mới đây, tôi nhận được sự ủng hộ từ Hiệp hội Cảnh sát Quốc tế với 400.000 cảnh sát, gần như tất cả. Tôi không nghĩ cô ta có được sự ủng hộ từ bất kỳ tổ chức cảnh sát nào. Tôi không nghĩ vậy, vì cô ta quá tệ trong việc xử lý tội phạm. Cô ta sẽ rất tệ trong việc xử lý tội phạm, tệ trong việc xử lý biên giới, tệ trong kinh doanh và tệ trong mọi thứ khác. Ngoài những điều đó ra, cô ta chỉ ổn thôi. Đất nước chúng ta đang trong tình trạng hỗn loạn. Và một người đã nói rằng, nếu cô ta thắng cử, bạn sẽ có thể không bao giờ có một cuộc bầu cử khác. Đây có thể là cuộc bầu cử cuối cùng của bạn. Và bạn biết không, tôi từng nói về điều đó với Venezuela, nhớ không? Nhiều năm trước tôi đã nói, Venezuela hãy cẩn thận. Và tôi sẽ nói rằng chúng ta cũng phải cẩn thận. Bởi vì chúng ta sẽ trở thành Venezuela phiên bản nặng hơn. Nếu kẻ cộng sản này trở thành tổng thống, nếu cô ta trở thành tổng thống của đất nước chúng ta, chúng ta sẽ đối mặt với những vấn đề mà đất nước này chưa từng gặp phải. Và một khi bạn gặp những vấn đề đó, bạn sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Bạn sẽ không thấy chúng quay trở lại. Chúng ta sẽ củng cố quân đội của mình. Tôi đã tái xây dựng quân đội của chúng ta, nhưng giờ đây chúng ta phải củng cố nó thêm lần nữa. Chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa xung quanh đất nước. Chúng ta cần sự bảo vệ đó, giống như Israel và một số quốc gia khác. Và hệ thống này sẽ được sản xuất chủ yếu tại tiểu bang Georgia tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta muốn có một lá chắn, và chúng ta xứng đáng có một lá chắn bảo vệ. Có một số kẻ điên cuồng ngoài kia không ưa gì chúng ta, và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ xây dựng một lá chắn, và nó sẽ hoàn toàn được sản xuất tại Hoa Kỳ. Bạn biết không, khi chúng ta sản xuất một chiếc máy bay, vì tôi đã thay đổi rất nhiều thứ, một số chiếc máy bay được chế tạo từ linh kiện của 21 quốc gia khác nhau. Bạn đã bao giờ nghe thấy điều gì ngu ngốc như vậy chưa? Nếu có chiến tranh, chúng ta sẽ không thể có được các linh kiện từ các quốc gia đó, và chúng ta sẽ không thể sản xuất máy bay.
chúng ta cũng cần thép cho tàu của mình. Chúng ta cần phải chế tạo những con tàu tuyệt vời. Nhưng không thể nói với Trung Quốc rằng, nghe đây, chúng ta đang có chiến tranh. Tôi không nói với họ vì tôi không muốn đưa ra bất kỳ ý tưởng nào. Nhưng chúng ta cần thép. Các ông có thể gửi cho chúng tôi không? Không, chúng tôi sẽ không gửi thép cho các ông đâu. Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta phải tự có nguồn thép của mình. Chúng ta phải có các nhà máy thép của mình. Có những thứ mà chúng ta không thể để cho người khác làm. Chúng ta sẽ loại bỏ lý thuyết chủng tộc phê phán và sự điên rồ về giới tính khỏi các trường học của chúng ta. Chúng ta sẽ không cho phép nam giới tham gia vào các môn thể thao của nữ giới. Chúng ta sẽ bảo vệ tu chánh án thứ hai, khôi phục quyền tự do ngôn luận và đảm bảo tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Chúng ta sẽ làm cho các cuộc bầu cử trở nên an toàn đến mức ai cũng sẽ phát triển, mỗi gia đình đều sẽ thịnh vượng và mỗi ngày đều tràn đầy cơ hội và hy vọng. Nhưng để điều đó xảy ra, chúng ta phải đánh bại Kamala Harris đồng chí và chúng ta phải chấm dứt chương trình nghị sự phá hoại đất nước của những người tự do này. Chúng ta phải chấm dứt nó một lần và mãi mãi. Chúng ta không thể để điều này tiếp tục. Hãy kêu gọi tất cả những người mà bạn quen biết ra ngoài và bỏ phiếu. Chúng ta muốn có một chiến thắng vang dội, quá lớn để có thể gian lận. Bạn biết điều đó có nghĩa là gì không? Rất rõ ràng, phải không? Nhưng chúng ta muốn chiến thắng để không ai có thể gian lận. Tôi nghĩ chúng ta đang đến rất gần điều đó tại Georgia với sự giúp đỡ của rất nhiều người tuyệt vời. Vào ngày 5 tháng 11, chúng ta sẽ cứu nền kinh tế của mình. Đây sẽ là ngày quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta, vượt xa hơn cả vấn đề kinh tế, bởi vì chúng ta sẽ cứu lấy đất nước của mình. Đây sẽ là ngày quan trọng nhất, ngày 5 tháng 11, trong lịch sử của đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ cứu tầng lớp trung lưu, khôi phục chủ quyền của mình và bảo vệ biên giới của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt nước Mỹ lên hàng đầu và giành lại đất nước của mình. Cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ cho các bạn và Chúa phù hộ cho nước Mỹ. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người.